Hay những đội bóng có sức mạnh tương tự, các học trò của ông sẽ tự tin hơn. Và dù đó là một giải đấu mà Nhật Bản không phải là một đội hình quá mạnh, nhưng yếu tố tâm lý chắc chắn sẽ giúp cho các cầu thủ chúng ta hôm nay bước ra trận với thêm những sự tự tin cần thiết, và đó là hành trang quan trọng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bây giờ thì trọng tài điều khiển trận đấu, ông Mohamed Abdullah Hassan, người các tiểu vương quốc là thống nhất, đang cùng với cao thủ của hai đội bước ra sân vận động Almaty. Trong trận đấu ngày nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta tiếp tục thi đấu trong bộ trang phục là áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Bộ trang phục đã gắn liền với thành công của đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu vừa qua và đặc biệt là ở giải đấu năm nay. Tú, chuẩn bị tinh thần nè, khán đài.